Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tuổi Ất Sửu nên làm nghề nghiệp gì, kinh doanh gì, phù hợp với mệnh theo phong thủy. Thưa quý vị, tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là hải nội chi ngưu, tức trâu trong biển, mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Can chi, theo tuổi âm lịch, Ất Sửu, xương con trâu, tứ tinh con chó, con nhà bạch đế, phú quý. Ất Sửu, mệnh hải trung kim, tức là mệnh kim, tương sinh với mệnh thổ thủy, tương khắc với mệnh mộc hỏa. Cùng mệnh nam, càn thuộc tây tứ trạch, cùng mệnh nữ, ly thuộc đông tứ trạch. Tính cách tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim có tính cách nội tâm hướng nội, trong đời sống cũng như trong công việc rất ít khi những người này thổ lộ, chia sẻ với người khác. Họ là người vô cùng bí ẩn. Người tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim tuy không tâm sự chuyện của mình nhưng lại là đối tượng đáng tin cậy để người khác gửi gắm những tâm sự của mình và không lo lộ bí mật thầm kín. Những người tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim là đại diện cho những người sống vì mình trước khi vì người khác. Cách suy nghĩ thực tế này đôi khi họ cũng bị cho là người ích kỷ. Tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim là đại diện cho tính cách nghĩa khí, uy tín và được nhiều người tín nhiệm. Họ rõ ràng trong mọi vấn đề, công bằng và cũng chẳng hề dựa dẫm vào ai. Bản thân những người mang mệnh hải trung kim, tức vàng, kim loại trong biển, dù quý nhưng khó khai thác và trong lòng biển khơi, nó quá nhỏ bé. Vì vậy, đây là những người luôn có cảm giác mình nhỏ bé với cuộc đời nên họ có ý thức vươn lên, dễ thuận ứng biến với từng hoàn cảnh. Tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim hợp với nghề nghiệp gì? Thưa quý vị, mỗi người lại có một tính cách khác nhau. Chỉ khi lựa chọn được đúng công việc phù hợp với cá tính, năng lực và sở thích của mình thì con người mới có thể phát huy được trọn vẹn thế mạnh sẵn có của bản thân, từ đó giúp ích cho quá trình thăng tiến của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm chính xác được công việc mà mình yêu thích và phù hợp để có thể dành trọn tâm trí, sức lực vào công việc đó. Có thể nói, việc định hướng và lựa chọn ngành nghề phù hợp với ngũ hành luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi theo phong thủy cổ xưa, chọn được nghề nghiệp hợp với bản mệnh, mỗi người sẽ giúp mang đến những may mắn thuận lợi trong công việc, có cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập, nâng cao địa vị, có tiếng nói trong xã hội. Xã hội phát triển không ngừng, ngày càng xuất hiện nhiều công việc mới mẻ. Vậy đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, làm thế nào để người tuổi Ất Sửu, mệnh hải trung kim biết được đâu là công việc hợp mệnh để chọn cho đúng? Thưa quý vị, theo ngũ hành thì kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Đây là quan hệ tương sinh, mối quan hệ hỗ trợ. Hành này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của hành kia. Nghề hợp tuổi Ất Sửu đó là những nghề thuộc hành thổ, hành mộc, hành kim. Kim khắc mộc nên mệnh kim vẫn có thể chọn nghề thuộc hành mộc. Nếu chọn được các nghề hợp mệnh thì tuổi Ất Sửu sẽ có nhiều không gian để phát huy hết khả năng của mình. Nghề hợp mệnh cũng giúp bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ để chỉ lối cho những hướng đi đúng đắn trong công việc hoặc khắc phục khó khăn đang gặp phải. Bên cạnh đó, lựa chọn các ngành nghề hợp mệnh cũng giúp tuổi Ất Sửu thêm tự tin, bản lĩnh vững vàng để nắm bắt kịp thời các cơ hội trước mắt. Nhờ vậy, con đường tài lộc của bản mệnh sẽ được hanh thông và thuận lợi. Người tuổi Ất Sửu nên tránh các nghề thuộc mệnh thủy, kim sinh thủy là sinh xuất, hoặc mệnh hỏa tương khắc với bản mệnh hỏa khắc kim của mình để không gặp phải những điều xui xẻo, tiểu nhân quấy rối, dễ bị chèn ép. Nghề không hợp mệnh cũng khiến chủ mệnh thường xuyên cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó tập trung vào công việc, từ đó sinh ra cảm xúc nóng nảy, đánh mất cơ hội hoặc gây thù chuốc oán với người khác. Làm nghề xung khắc với bản mệnh cũng sẽ hiếm có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, khó mở rộng kinh doanh, buôn bán thì ế ẩm. Nghề thuộc ngũ hành kim. Thưa quý vị, nghề thuộc ngũ hành kim là những ngành nghề liên quan tới máy móc, có tính quyết đoán, điều khiển và quyền uy, bao gồm những nghề cụ thể như sau: nghề liên quan tới sắt thép, kim loại, vật liệu xây dựng, sửa chữa kim khí, buôn bán kim loại, linh kiện điện tử, cung cấp điện khí, điện tử viễn thông, vệ tinh, máy móc cơ khí, máy tính, chế tạo ô tô,
sửa chữa ô tô, dây điện cáp điện, chế tạo loa phát thanh, chế tạo mạch điện, sản xuất dao kéo, chế tạo đồ đồng, làm hợp kim nhôm, gia công đồ trang sức, bán công cụ máy móc. Ngoài ra, những nghề nghiệp mang tính cứng rắn, cần quyết đoán, chủ động như võ sư, nghề liên quan tới tài chính, giao thông, đồ điện, nghiên cứu khoa học, bác sĩ ngoại khoa, ngân hàng, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm cũng là nghề thuộc ngũ hành kim. Tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào? Thưa quý vị, theo phong thủy, tuổi Ất Sửu hợp với tuổi Ất Sửu đồng tuổi Mậu Thìn, Tân Mùi, việc làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời. Ngoài ra, tuổi Ất Sửu nên tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Nhâm Tuất, Canh Thân. Nếu kết hợp làm ăn với các tuổi này thì bản mệnh sẽ gặp tai ương hoặc công việc sẽ gặp thất bại. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe, công thành danh toại.